Xin chào các bạn. Giờ mình lại gặp nhau rồi. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là gấp những chú gà trống. Đây là hoa này. Chú gà trống nhá. Giờ mình đi mình gấp. Đây. Đầu tiên là mình gấp chú gà trống bằng giấy A4 này. Cái giấy trắng này cũng được này. Mình gấp bằng tờ giấy trắng như thế này. Đấy, ok chưa? Đấy. Đây, mình đi gấp chú gà trống. Chú gà trống phải gấp to. Thì gấp to thì mình phải gấp to. Còn cái nào mà nó nhỏ thì mình gấp nhỏ. Đuôi là nó sẽ ở bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trống, tượng trưng cho chú gà trống. Ok, ăn xong mình ở nhà in hết việc ra lại, bác phụ cho họ gà cho ăn. Đó. Cái đuôi con gà trống dài. Mỏ chú gà này. Chú này là chú gà trống nha. Rồi cho chú hai bên hai cái mắt. Đó, mắt này cho đẹp. Cho nó đẹp. Đấy. Còn cái mỏ nó phải màu vàng. Đây màu vàng đây. Mình sẽ dán cho chú cái màu vàng. Hai mắt hai bên. Đây là chú này là chú gà trống. Đây này. Đấy, các bạn thấy thế này. Đấy, chú gà trống này có đáng yêu không? Các bạn thấy đáng yêu thì các bạn like vào cho mình nhé. Đây cái mỏ vàng còn mắt. Đây đuôi này này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã yêu thương và ủng hộ cho những video của mình. Đấy, cảm ơn các bạn. Đấy, chú đứng được này. Đấy, chú gà trống này chú đứng được. Chú sẽ vào đây. Đấy, một chú.